Phóng viên chuyên mục Alo NTV Kết Nối đã nhận được nhiều ý kiến phản ánh của người dân xã Diễn Trung về việc mua đất làm nhà ở từ những năm 1994-1995 của thế kỷ trước, nhưng đến nay nhiều hộ vẫn không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, dù có nhu cầu tách thửa, chuyển nhượng đất cho người thân hoặc là thế chấp vay vốn ngân hàng đều không thực hiện được. Xóm 8, xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu. Nhà cửa vườn tược của dân được xây dựng kiên cố từ mấy chục năm nay. Vậy nhưng có tới hơn 20 hộ không có bìa đất. Trường hợp nhà ông Nguyễn Quý sau khi lên chính quyền đề nghị thì nhận được câu trả lời là không có căn cứ để cấp bìa đỏ vì trước đây xã bán đất trái thẩm quyền. Làm tờ khai thì nó đất sai thẩm quyền thì mà tôi cũng biết là có những sai thẩm quyền nó đang hết. Mà cái này hội đồng rồi ủy ban thì đảng ủy là có những quả 2-3 đời rồi. Mà bây giờ bán mà của công dân đi mua, mà dân mua thì cấp đất thì là toàn dân không phải là cấp một nhà, hai nhà chứ ở đó cả, mà cái cấp đó là giao toàn loạt luôn. Từ năm 1994 đến năm 1998, xuất phát từ chủ trương bán đất của xã Diễn Trung, nhiều người đã mua đất làm nhà ở và dành dụng tài sản đất đai cho con cái sau này. Khi mua đất, người dân cũng đã nhận được tờ biên lai xã đã thu tiền. Nhưng nay với phiếu thu này lại bị coi là không hợp pháp để làm căn cứ làm hồ sơ cấp bìa đất. Tiền nóng thì là tôi mua bán đầy đủ đàng hoàng. Họ bán tôi mua thôi. Chứ mà lý do tôi thấy cái bìa không có tôi mới thấy cũng khó rõ. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1994, trong xóm cũng có 23 đối tượng hiện nay chưa được cấp bìa. Mà trong lúc đó một nền là họ mua 450.000, có phiếu có tờ, nộp là có những là tài ủy ban nhân xã Diễn Trung. Thì cái này đề nghị là có những là cấp trên là phải giải quyết như thế nào để cho nó phù hợp. Không chỉ người dân xóm 8 mà các xóm 6, 7 của xã Diễn Trung cũng có chung tình trạng người dân mua đất của xã đều chưa được cấp bìa quyền sử dụng đất. Tổng số hộ dân mua đất ở trên địa bàn Diễn Trung, Diễn Châu đến nay chưa được cấp bìa đỏ là gần 200 hộ. Để mà xử lý cái tồn tại này thì Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu cũng đã có một cái bước đi mới. Đó là có họp bàn và ban hành một cái thông báo kết luận cho phép những hộ mà được Ủy ban nhân dân xã Diễn Trung qua cả thời kỳ bán đất trái thẩm quyền có phiếu thu tiền với nội dung là lệ phí đất ở hoặc là lệ phí địa chính thì giao Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ và hướng dẫn người dân nộp về trung tâm giao dịch một cửa để được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các hộ dân mua đất ở của xã Diễn Trung, huyện Diễn Châu mong muốn chính quyền cần phải sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Bởi mọi nghĩa vụ tiền mua đất, thuế nhà đất lâu nay người dân đã chấp hành và thực hiện đầy đủ. Chuyên mục Alo NTV Kết Nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 08 56 57 3737 khi có thông tin cần phản ánh.